nói về thuyết thật vô hữu pháp phát bồ đề tâm trong kinh Kim Cang. Đoạn nói về viên minh ngũ nhãn, động triệt tam tâm, quá khứ, hiện tại, vị lai, là giải cái nghĩa thật vô hữu pháp phát bồ đề tâm của đoạn văn trên, rằng chúng sanh sở dĩ là chúng sanh bởi có vọng tâm ấy. Nên một khi tam tâm đã bất khả đắc, không thể có, không thể được, thì chúng sanh há lại khả đắc được ư? Mà chúng sanh đã bất khả đắc, thì còn ai là người năng phát tâm đây? Mà tâm bất khả đắc, thì lấy gì làm chỗ phát của tâm? Cho nên mới nói, thật ở nơi không có một pháp mà phát tâm bồ đề. Lại nữa, vọng tâm bất khả đắc thì toàn vọng tức là chân. Chúng sanh bất khả đắc thì toàn chúng sanh tức là Phật. Quả như thấu hiểu đến chỗ toàn vọng tức là chân, toàn chúng sanh tức là Phật. Đây tức là không phát mà phát, tức là xứng tánh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Phát tâm được như thế thì đâu còn pháp nào để chứng đắc được. Cho nên nói thật vô hữu pháp phát bồ đề tâm ấy vậy. Thuyết về luận nhất thừa quyết nghi. Dục đắc bất chiêu vô gián nghiệp, mạc bán Như Lai chánh pháp luân. Nghĩa là muốn được chẳng vướng vô gián nghiệp thì đừng phỉ báng pháp Như Lai. Đây là lời nói thốt ra từ đức tính đại từ bi với lệ trào lòng đau của cổ đức vậy. Chỉ vì Đức Thích Ca Như Lai của chúng ta vì tất cả chúng sanh mà tu chứng pháp này, Ngài đã trải qua số kiếp không thể tính đến được để thực hành những pháp hạnh khó làm, xả bỏ những thứ yêu thích như quốc thành, thê tử, đầu, mắt, não, tủy, không biết bao nhiêu là vạn ức. Đến khi thành đạo, vẫn lấy tâm đại bi thuận theo nghĩa tất đàn mà khắc diễn chánh pháp đó. Cho nên phàm một chữ, một câu đều là ngọn đuốc sáng trong đêm dài vô minh, là thuyền từ trong biển khổ sanh tử, mà ở nơi hữu tình thì không ai là không được nhờ lợi ích. Ấy thế mà có lắm người y vào sự thấy biết nhỏ nhoi, trái quấy mà buông lời chê bai, làm cho chướng ngại cửa chánh pháp, làm đuôi mù con mắt tương lai, và khiến cho chúng sanh bị đuôi mù, lầm lạc, gây sự tai hại không phải là nhỏ. Nếu bảo như thế là vô tội thì có lẽ nào? Nay lấy cái chánh lý nhất thừa này để mổ xẻ, quyết trạch tất cả điều nghi. Thật là chánh đại quang minh, gọn gàng, dễ hiểu. Thật là quét sạch mây mù để khiến sạch tận, soi mặt trời Phật Pháp để khiến thêm sáng. Cho nên phải biết, làm ra bộ luận này không phải chỉ có ích riêng cho pháp môn, mà thật ra còn có ích cho quý người. Cũng không riêng có ích cho quý người, mà còn có ích cho học giả trong khắp thiên hạ ở hậu thế vậy. Nói về tháp Phổ Đồng ở Hồng Loa, tháp sư. Sa môn là người học chết vậy. Sa môn giả học tử giả giả. Bốn đại như huyễn, năm quẩn tánh không. Sanh vốn không sanh, tử vốn không tử. Nên gọi đó là bất sanh bất tử. Đạt như thế thì gọi vô sanh. Khế được đây tức gọi niết bàn. Được vậy thì bảo là sự tham học đã xong, việc cần làm đã hoàn tất. Sanh vốn là huyễn, tử cũng là huyễn, mà niết bàn cũng huyễn nốt,
lấy huyễn tháp mà chứa tàng huyễn cốt. Đây gọi là thu nhân kết quả, liễu ngộ được cái huyễn ở trong huyễn vậy. Kinh nói, tri huyễn tức ly, chẳng làm ra phương tiện. Ly huyễn tức giác, cũng không có dần dà thứ lớp, mà tự nhiên hợp với chân lý. Chấp cái hình hài này, nó không chỉ là vô ngã, mà ngay cái hình hài xương thịt này cũng là không. Tỏ ngộ được lẽ đây, thời chứng tứ thánh. Mê muội lý đây thì đọa lục phàm. Thế nên biết mười giới của chúng sanh và Phật đều chẳng ngoài cái hình hài xương thịt này đây vậy. Đạo nhân đây, mỗi khi sờ đến hình hài thì quyết lúc thịt xương chưa tan rã phải để mắt vào cửu phẩm ở liên bang cõi Tịnh Độ. Mà hễ đã được sanh vào đó thì thụ hưởng đại pháp lạc, được đại tự tại. Song ở nơi khởi ra túc nhân để được đắc sanh, chẳng lẽ không một niệm gì nghĩ đến hay sao? Nói về tháp của Ngài Cá Am Lão Nhân, dịch lược. Chư duyên vô tánh sanh từ đâu lại? Đại địa tuyệt trần không một mảy bụi, tháp nương vào đâu? Sanh mà không sanh thì sắc thân với pháp thân chẳng cách. Phi tháp mà tháp thì bảy thước hay tám thước ngại gì? Nếu hiểu được như thế thì may ra cùng với lão nhân có thể hợp chút đỉnh, tợ như trên cầu Rạch Lao trong cửa sông Tử Đồng hãy còn xa lắm. Huống chi phải đợi đá cứng dựng cao, vết huyễn rõ bày, buộc sự thấy nghe nơi bóng gian, thanh sắc, đuổi mắt mày chốn hư không. Nhận giả danh giả tướng làm thật pháp, chấp nhất sự nhất tướng mà luận người. Trộm nghĩ, ở nơi lão nhân chẳng có một điểm gì như vậy. Có kẻ bảo, thuyết ngài nói như thế cố nhiên là hay. Thế nhưng lập tháp trồng cây, há không phải là ý của lão nhân đấy ư? Nói thế chẳng phải quá tôn cao mà mất cái thật ư? Ta đáp, chẳng thế. Há chẳng nghe xưa có vị lập vô phùng tháp, trồng vô ảnh thụ, tháp không dấu, cây không ảnh đó sao? Để rồi gửi hình hài nơi am gần bên, mà nêu lời hay cho kẻ học đời sao? Thật là một thời ngẫu hợp, mà cũng là giai thoại trong ngàn năm vậy. Kẻ ấy cười nói, vô phùng tháp là tháp gì? Vô ảnh thụ là cây gì? Cứ lấy tháp này, thụ này để mà bàn, sao lại nói xa xăm lắm vậy? Ôi, thế thì đó không những không biết vô phùng tháp, vô ảnh thụ, mà ngay nơi tháp đây, cây đây cũng đâu từng thưởng thức. Chính gọi là kẻ chấp tướng mê danh vậy. Nếu chính nơi đây, hãy thử một lần lắng tâm, thu niệm, kỹ càng, quán xét, thì cái gọi là vô phùng tháp, vô ảnh thụ đó có ra ngoài tháp đây, thụ đây mà riêng có, hay cũng ngay nơi tháp, thụ đây là chính đó. Quán kỹ như thế, lâu ngày tất có pháp minh lớn, khiến gặp gì cũng không còn bị ngưng trệ, rỗng trang sạch tận. Mà tự thân thấy lão nhân gật đầu công nhận thuyết này được biểu tượng ở ngôn từ vậy. Hoặc có người thoái lui và bèn lấy thuyết này chất vấn lão nhân. Lão nhân cười mà chẳng đáp, rồi sai đem khắc lên ngọn tháp. Bài ký ở thập phương thường trụ khi trùng tu chùa Trung Thiên. Nguyên là chấp cây cỏ để kiến tạo phạm sát, chùa, tọa vi trần mà chuyển pháp luân. Sự là sự như thế, người phải như thế người. Tôi nhân nơi ông bạn đồng học là Tiêu Trần Pháp Sư mà quen biết Pháp Sư. Pháp Sư xuất gia
hồi còn thơ nơi chùa Quán Âm ấp Võ Thanh, thôn Hiếu Hực. Sau khi thụ giới cụ túc thì theo ngài Tuệ Ngạn ở chùa Tăng Thọ học tánh tướng tông sao được ấn khả. Chưa được bao lâu thì sư phải về phụng sự thầy. Trông coi công việc chùa được ít năm, pháp sư nghe ở phía đông thôn Hiếu Lực khoảng 8 dặm còn có ngôi chùa tên là Trung Thiên, cửa gần ngã tư đường, đã bị hoang phế từ lâu và nay chỉ còn nền móng thôi. Pháp sư liền lần đến xem thấy xúc động và bèn phát nguyện phục hưng lại. Trải hơn 10 năm mới lạc thành nào điện Phật, nào sám đàn, nào tăng đường, nào trượng thất. Phàm những gì cần phải có trong một tùng lâm đều đầy đủ cả. Công việc đã xong, sư đến tôi xin bài văn ghi lại sự đó và còn nói sẽ thỉnh một danh đức pháp sư về làm trụ trì để tuyên diễn giáo thừa, tiếp đãi thập phương như pháp luân tu mà tùy duyên cứu độ, khiến cho đại pháp của Đức Phật ta được lưu thông, cùng với mọi người kết duyên xuất thế, làm nơi vĩnh viễn truyền hiền mà thế độ cho khắp cả vậy. Ôi lớn thay hạnh nguyện, thật là cùng với nhật nguyệt sáng soi. Pháp sư bao năm khổ hạnh nhưng vẫn khối tâm huyết, chẳng tiếc lao khổ, chẳng nghĩ tới quyến thuộc, mà duy chỉ miệt mài như thế, để trên thì kế tục tuệ mệnh, dưới thì mở rộng phước điền, ruộng phước làm nhiệm vụ. Lại đến khi công thành thì không màng ở lại khiêm nhường tự tu, trọng pháp, kính bậc tôn hiền, một lòng hoàng hộ, hoàng pháp và hộ pháp. Việc đó trăm năm về sau ở cõi Nam Diêm Phù Đề này không biết có còn được nhiều chăng. Phật tánh ở tại chúng sanh như nước ở trong đất, sông đào mà múc để mở rộng sự lợi ích cứu độ thì phải là những con người như thế. Há kinh chẳng nói, chư Phật lưỡng túc tôn, phước và tuệ đều đầy đủ, biết pháp thường vô tánh, giống Phật từ duyên khởi, cho nên nói nhất thừa. Lại nói, phàm hễ ai nghe được pháp thì không người nào là chẳng thành Phật. Do đây phải nên biết chữ Trung Thiên nêu ra ở đây chính là khắp cùng với tất cả sự thấy, nghe. Tùy hỷ ấy đều vì sâu gieo trồng hạt giống Bồ Đề, gấp liễu ngộ đại sự nhân duyên. Từ nay về sau, phàm ai ở vào vị trí này, ắt phải lấy tâm của pháp sư làm tâm, lấy hạnh của pháp sư mà lập hạnh. Có thế mới ngõ hầu làm cho tông phong chẳng xuống. Từ hóa, sự cảm hóa bằng lòng từ bi ngày một tăng, khiến ích lợi khắp trần hoàng và lưu mãi đến vô cùng vậy. Giả lại, nên biết rằng chủng chủng trang nghiêm chốn thiền môn đó, chủng chủng lợi ích nơi tam bảo đó, thảy đều từ trong tâm nhất niệm ngẫu nhiên cảm phát của pháp sư mà được viên mãn thành tựu. Ban sơ vốn đã không thiếu gì cả, tuy sau đó có trải qua bao năm làm biết bao nhiêu công việc, nhưng chẳng qua cũng chỉ là làm cho hoàn thành cái nhất niệm ban sơ mà thôi. Vì ra ngoài cái nhất niệm này thì có cái gì tồn tại riêng đâu. Thế thì cái lý vạn pháp duy tâm nhân đây càng thêm được củng cố vậy. Một niệm đã thấy thì niệm niệm cũng thấy đều như vậy. Một cọng cỏ, một hạt bụi chẳng gì là không thế. Mà đã thế thì nói là xây dựng thiền môn, chùa chiền cũng được, mà bảo rằng không có thiền môn nào để dựng lập cũng được. Nói chuyển pháp luân cũng được, mà bảo rằng chẳng có pháp luân nào để chuyển cũng được. Pháp tánh như vậy chẳng gượng lập vậy. Tuy nhiên, pháp tánh bình đẳng không có tự tha. Pháp sư đã ngẫu có sở cảm, năng thuận theo pháp tánh nhập môn giải thoát mà dựng lập cái thiền môn không thể dựng lập. Chuyển cái pháp luân không thể chuyển. Nếu ai cảm được cái cảm của pháp sư thì nên tương tục mà khởi lên, cảm lại đến cảm, cảm mãi không thôi. Sẽ thấy được chùa chiền dựng khắp nơi, nơi xứ xứ, pháp luân chuyển dẫn trong khắp trần.
đây thật là điều mong mỏi của tôi, mà cũng là chí nguyện của Pháp Sư dạy. Bài chúc thọ Hòa Thượng Dạng Thọ. Hòa Thượng là bạn đồng môn với tôi. Nhà ở xứ Cô Tô, họ Dương, xuất gia hồi còn nhỏ, thụ giới cụ túc với Ngài Văn Hải Luật Sư ở núi Bảo Hoa. Ngài đi dân du 30 năm, tham hỏi hơn 40 vị tri thức ở khắp Nam Bắc, sau cùng vào nhập môn với Túy Lão Tiên Sư ở chùa Dạng Thọ và được ấn tâm. Mùa đông năm Giáp Ngọ ra ở chùa Phổ Giác núi Tây Sơn, chưa bao lâu lại trở về chùa Vạn Thọ. Tuy đi đến đâu cũng lấy thiền làm cương yếu, nhưng có khi cũng kiêm thêm cả việc truyền thụ giới pháp, có đến hơn ngàn giới tử. Vào ngày trùng cửu, mồng 9 tháng 9 mùa thu này, khi đại giới đàn sắp viên mãn, lại gặp nhầm lúc Hòa Thượng được 60 tuổi. Những đệ tử đắc giới muốn bắt chước theo thế duyên để thù đáp công ơn pháp nhũ, nên đốt hương đến thỉnh tôi làm dùm bài văn chúc Hòa Thượng. Nhân đó tôi khai thị cho họ rằng cái tướng của thọ là một tên khác của ngã chấp vậy. Điều đó, chấp ngã, Đức Như Lai đã quở trách trong kinh Viên Giác, Bát Nhã và các kinh khác. Thế thì chuyện không thể chấp thủ bản ngã sáng tỏ lắm vậy. Tuy nhiên, kinh có nói cụ thọ hoặc vô lượng thọ là sao? Bởi vì cụ thọ là lấy giới mà nói, tức là trọng giới lạp chứ chẳng trọng tuổi tác. Còn vô lượng thọ là lấy tâm mà nói, là y theo tánh chứ chẳng y theo hình tướng. Lấy giới làm thọ mà trì giữ thì tức được cụ. Lấy tâm làm thọ mà liễu ngộ thì được vô lượng. Được thế thì ai chẳng được cụ thọ, ai chẳng được vô lượng thọ. Huống chi nhân có giới mới gọi là tăng. Tăng mà không giới thì sao gọi là tăng? Ước nơi tâm mà luận ngộ, nên ngộ mà chẳng liễu tâm thì chẳng được gọi là ngộ. Giả lại, phàm giới tức là cái kế tục tuệ mệnh, duy trì mạng sống trí tuệ. Nếu giới không trì thì giới mệnh không lấy gì để được tồn tại. Tâm ấy là cái thể của pháp thân, mà tâm không thể ngộ thì pháp thân lấy gì để hiển? Mà một khi pháp thân đã hiển thì thân ta với thân Phật là đồng một thân vậy. Và một khi tuệ mệnh tồn tại thì mệnh ta với mệnh của tất cả chúng sanh không phải là hai mệnh. Cho nên có bảo trì được pháp thân này, có kéo dài được tuệ mệnh này thì gọi là thọ được chánh. Và nếu lấy được thọ đó để tự thọ và thọ cho thế gian thì không ai là chẳng được thọ. Cho nên phải biết rằng Hòa Thượng khai đàn thụ giới, chúc lụy truyền tâm là trước hết lấy cái thọ này để truyền thụ cho các giới tử. Vậy các vị phải khéo ngộ tự tâm, tinh trì Phật giới, cũng tức là trở lại lấy cái thọ này để chúc thọ cho Hòa Thượng. Ngõ hầu Hòa Thượng truyền thụ được cái mình muốn trao truyền, mà chư vị cũng lãnh thụ được cái vô cùng đáng để lãnh thụ. Lại nữa, nên biết Hòa Thượng lấy từ cái thọ này mà thọ cho các vị, tức lấy cái để thọ cho chúng sanh cũng là cái để thọ cho chính mình vậy. Chư vị có thể lấy cái thọ này mà tự thọ thì chính gọi là thọ cho Hòa Thượng, mà cũng gọi là thọ cho chư Phật vậy. Ôi, thọ như thế há chẳng to lớn lắm ư? Chút như thế há chẳng cùng cực lắm ư? Còn như xác thân nhỏ bé được 60 năm kia chẳng qua như hạt bụi trong hư không, một chút bọt bèo trong biển lớn, dí cái nhỏ nhoi của xác thân, một làn chớp, một tia đá lửa, dí cái thọ mệnh ngắn ngủi thì dùng sự chúc tụng làm gì? Các giới tử nghe rồi đều dũng mãnh vui mừng, bèn đốt hương, rải hoa và gìn giữ giới đây làm thọ.